Vậy là sau một tuần phát hành liền tù tì, thì mùa phim thứ hai của What If cũng đã bước vào 1/3 chặng đường cuối cùng của mình. Người hâm mộ đang dần được dẫn dắt vào cuộc xung đột đa vũ trụ, được làm lại theo thiên hướng Civil War. Tuy nhiên, trước khi khơi mào một cuộc chiến, thì The Watcher đã hâm nóng bầu không khí bằng một viễn cảnh cũng ảo không hề kém, nơi chứng kiến Hela, ba chị cả độc ác từ nhà Odin, xây dựng mối quan hệ lãng mạn với ông bố hiền hậu Wenwu của Shang-Chi. Cùng nhau, họ sẽ lật đổ ngai vàng Asgard để trao trả ý chí tự do cho toàn cõi vũ trụ. Và không để mất thêm nhiều thời gian nữa, hãy cùng Way to Movie tìm hiểu xem những gì đã diễn ra trong What If hay là Found the Ten Rings và cũng là tập phim 2007 nhé. Let's go! Không giống như Thor và Loki, những đứa trẻ được sinh ra trong thời đại yên ổn và luôn được Odin nhắc nhở về chủ nghĩa hòa bình. Hela lại là một chiến binh tàn nhẫn được cha đẻ đào tạo để giúp ông thống nhất cửu giới dưới ngai vàng của Asgard. Trái ngang thay, khi mà tâm nguyện của Odin vừa trở thành hiện thực, thì ông đã không ngần ngại gạt Hela sang một bên. Chuyện là ba chị cả vẫn thèm thuồng nhiều hơn nữa, kể cả khi hành trình kỳ vĩ đã kết thúc. Hela muốn áp đặt lên không chỉ cửu giới mà toàn cõi vũ trụ dưới sự cai trị của Odin. Ta trách Hela vì khát máu, nhưng chính Odin mới là cá nhân đã nuôi dưỡng cô theo chủ trương này. Không phải lỗi của Hela khi thiếu đi nhận thức về sự vẹn toàn của thứ được gọi là hòa bình, Odin đã thất bại trong vai trò làm cha, và thay vì kiên nhẫn hơn một chút, ông đã cục xúc phá hủy Mjolnir, tước đi toàn bộ sức mạnh của Hela được đặt ở vương miện, rồi đẩy ải cô đến với Midgard hay nhân giới. Ngoài ra, ông cũng không quên ếm bùa xứng đáng lên vương miện rằng không ai có thể trở thành God of Death cho đến khi họ hiểu được giá trị của cuộc sống. Bị ném xuống trái đất, Hela hạ cánh ngay tại vùng lãnh thổ Trung Hoa đang nằm dưới sự cai trị của Su Wenwu, chủ sở hữu của tập luân quyền năng đã gây dựng nên một đội quân dưới tên gọi là Ten Rings. Wenwu cho rằng bản thân đã nhận được món quà vô giá, nên giờ đây nhiệm vụ của Ten Rings là bảo vệ người dân bằng cách chống lại những thế lực tà ác đang len lỏi bên trong bóng tối. Chính vì đánh giá Hela là một mối nguy hiểm tiềm tàng, đội quân tập luân đã bao vây cô để phòng ngừa trường hợp xấu nhất. Ở phía ngược lại, Hela là nữ thần chết chóc, và trước mặt cô là một đám người phàm không hơn không kém. Hela vẫn giữ nguyên thái độ khinh khỉnh mà quên mất Odin trước đó đã rút cạn sức mạnh thần thánh của mình. Tất nhiên, Hela cũng đã cố gắng chữa quê bằng việc tìm đến chiếc vương miện cũ, chỉ đáng tiếc là bản thân cô vẫn chưa đủ xứng đáng để thuyết phục được món bảo vật. Biến số của Hela vô tình thay đổi câu chuyện của Su Wenwu, chiến binh bất tử chưa từng biết đến tình yêu đã bị tinh thần của Hela mê hoặc. Nên vì thế, ông sẽ không nảy sinh thứ tình cảm tương tự dành cho Yingli như những gì diễn ra trong Shang-Chi. Thủ lĩnh của Ten Rings sau đó đề nghị liên minh với Hela, hợp thành một thế lực hùng mạnh chung tay chống lại các thực thể tà ác hoành hành tại Midgard. Tuy vậy, Hela không có thời gian dành cho các vấn đề tầm thường mà chỉ muốn nhanh chóng khôi phục được sức mạnh để trả lại món nợ cho Odin. Trong nỗ lực bỏ trốn thì Hela đã thành công tìm được đường đến Talos nhờ sự trợ giúp của sinh vật ma thuật Tijiang. Ngôi làng thần thoại nằm ở một chiều không gian khác nên kể cả Hamdor với thấu thị của mình cũng không thể nào nhìn thấy được Hela nữa. Câu chuyện mất tích của cựu thần chết với Odin, vị vua Asgard phần nào đã kinh ngạc vì không nghĩ những phàm nhân có thể sát hại được con gái đẻ. Hamdor thì cho rằng Hela đang đi lạc, còn thứ đáng lưu ý hơn là Wenwu cùng thập luân, thứ vũ khí không thuộc về cõi nhân giới, đủ khả năng hạ bệ bất cứ vị thần nào. Lo ngại trước hiểm họa tiềm tàng, Odin quyết định sẽ thân trình đến Midgard cùng với đội quân Asgard để đặt dấu chấm hết cho Ten Ring. Lúc này, Hela bị quầy bởi các hộ vệ Talos, những người coi cô là một mối đe dọa đối với sự tồn vong của nhân loại. Dù không được lòng phần đông hội viên, Yaiji, đại diện cho hội đồng của trưởng lão Đại La, vẫn đồng ý huấn luyện võ thuật cho Hela. Dã tâm đen tối của Goddess of Death vẫn hết sức rõ ràng, nhưng Yaiji tin rằng là thông qua quá trình luyện tập sắp tới, Hela sẽ tìm ra câu trả lời thực sự cho sứ mệnh của mình. Hela muốn chinh phạt toàn bộ vũ trụ, vậy liệu cô sẽ làm thế nào để ngưng lại bản tính khát máu khi đã chẳng còn vùng đất nào để phá hủy được nữa? Giây phút tự suy ngẫm về sự tồn tại đã giúp nữ thần nhận ra điều mà bản thân luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Đó chính là một khát khao tự do cháy bỏng, không còn bị Odin kìm kẹp và bắt ép phải sống như một món vũ khí của cha đẻ. Việc Hela hủy diệt vũ trụ sẽ cướp đi quyền tự do lựa chọn của mỗi người, giống như cái cách mà Odin đã tước đoạt đi quyền tự do của cô. Ngay từ đầu thì Yayi đã nỗ lực để người phụ nữ lạc lối hiểu được tính mâu thuẫn trong mục đích vĩ đại mà bản thân đề cập. Không nằm ngoài sự kỳ vọng, Hela đã sớm lĩnh hội được võ thuật ở Talos và trở thành một chiến binh cực kỳ tài năng. Tuy nhiên, ngay cả khi đã nhận được những bài học quý giá ở ngôi làng, vẫn là quá sớm để Hela giáp chiến với cha đẻ vào thời điểm này. Yaiji đã cố gắng thuyết phục rằng nếu Hela chọn con đường chiến đấu, cô sẽ phải bước đi một mình. Dù vậy, ta đều hiểu thứ duy nhất ngăn chặn Hela được phép làm chủ cuộc đời của mình chính là Odin.
Không sớm thì muộn thì nữ thần cũng phải đối mặt với cha đẻ để gỡ nút thắt cho số phận nghiệt ngã. Khi Odin giáng trần để hủy diệt Ten Rings, Hela đã nhận thức được sự có mặt của ông và kịp thời có mặt để hỗ trợ cho Su Wenwu, một vị thần với nghệ thuật chiến đấu từ Talor, một phàm nhân cùng thập luân trong tay. Như Odin đơn giản là Odin và họ không có cửa trước vị hoàng đế thống nhất cửu giới. Hela lập nên một kế hoạch để tách Odin khỏi Gingner, cây thương cung cấp nguồn sức mạnh thần thánh cho cha đẻ. Một trường đoạn hành động ác liệt bậc nhất của mùa 2 của What If sau đó đã được nổ ra. Với lòng dũng cảm từ cả Hela cũng như Wenwu, họ đã thành công đánh gục Odin xuống dưới mặt đất. Thay vì báo thủ để chiếm lấy ngai vàng, thì quá trình giác ngộ ở Talor đã thôi thúc Hela ngừng chiến. Cô chỉ yêu cầu Odin từ bỏ mục tiêu ông đang theo đuổi, cuộc trinh phạt mù quáng tại Midgard chẳng có ý nghĩa gì cả. Và chuyển biến này khiến cho vương miện chết chóc bắt đầu phát sáng, ngụ ý rằng lý tưởng của Hela đã khiến cho thần khí phải động lòng. Để rồi, ngay khi Odin lật mặt để chống chế con gái, chế nhạo cô rằng Hela mà lại bỏ lỡ cơ hội kết liễu kẻ địch, vương miện đã lao đến Hela để bảo vệ Goddess of Death của nó. Không còn là sắc màu xanh đen lạnh lẽo, vương miện phủ lên Hela một ánh sáng chói lóa đầy ấm áp, sự rực rỡ của nó đã hoàn toàn lấn át mọi quyền năng từ phía Odin. Chứng kiến con gái làm lu mờ tất thảy kỳ vọng mà mình đặt ra, Odin thừa nhận sai lầm và chấp nhận sự thật rằng dưới sự cai trị từ Hela thì vũ trụ sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn, trở thành biểu tượng rực sáng của sự tự do và cho hòa bình một cơ hội. Hela cũng đã tác động mạnh mẽ đến Wenwu để tích cực hóa góc nhìn bảo vệ đầy cực đoan, ăn sâu vào Ten Rings. Cùng nhau, họ tạo nên một đội quân mạnh mẽ để giải quyết các vương quốc bị đặt dưới sự cai trị từ phía Odin, đồng thời lan tỏa ý chí tự do đến từng ngóc ngách của vũ trụ. Thanos ở vũ trụ điện ảnh Marvel nổi tiếng cùng với nhận định thời thế tạo nên anh hùng, với việc Mad Titan đã kiên nhẫn chờ đợi toàn bộ vũ trụ suy yếu rồi mới đi góp nhặt đá vô cực. Đen trong khoai tím, 616 là thực tại tươi đẹp duy nhất, bởi trong hầu hết các vũ trụ khác, Thanos đều nhận về kết cục thê thảm ngay từ khi sứ mệnh cân bằng vũ trụ chưa kịp bắt đầu. Không phải ngoại lệ, Hela cùng với Wenwu đã đi lên đường đi săn gã Titan điên. Lần này, ý tưởng thậm chí chỉ vừa kịp thai nghén, nhưng nữ hoàng Asgard cùng với chiến đội của mình đã sẵn sàng để đặt một cái kết cho nó. Tiền đề trọng tâm của tập phim 2007 cũng được trích dẫn từ lần duy nhất mà Hela xuất hiện trong MCU từ trước đến nay, Ragnarok. Sau khi bố con nhà Odin thống nhất cửu giới, giống như những gì mà bạn đã xem ở hậu truyện của Thần Sấm, vị vua quyền năng đã cảm thấy đủ và quyết định ngừng lại kế hoạch ban đầu là chinh phạt toàn cõi vũ trụ. Hela với bản tính nổi loạn đã phản kháng lại hành động khó hiểu của cha đẻ. Cô tỏ ra khát máu, dù thực chất Hela không bẩm sinh đã như vậy. Trong một flashback về quá khứ, thì ta được chứng kiến thời thơ ấu của nữ hoàng, một cô bé vẫn hạnh phúc và ngọt ngào như bất kỳ đứa trẻ nào khác. Odin chứ không ai khác mới là người đã tước đoạt đi nỗi niềm hạnh phúc đó bằng việc nhồi nhét vào đầu cô tư tưởng phụng sự vị vua một cách tận tụy. Chứng kiến chấp niệm quá lớn từ con gái, Odin đã không đầy ải Hela xuống địa ngục như trong MCU, mà từ đây dễ hướng diễn biến cốt truyện theo kịch bản của bộ phim Thor đầu tiên. Ông đã thu hồi bố thần Mjolnir từ tay Hela rồi bóp vụn nó, rút cạn toàn bộ sức mạnh bên trong Goddess of Death và đầy ải cô xuống trái đất, giống hệt như cái cách mà ông đầy ải Thor xuống trái đất. Để trùng khớp với cảm hứng phim ảnh, Odin cũng không quên ếm bùa xứng đáng lên chiếc vương miện rằng nếu ai đó đủ xứng đáng thì họ sẽ sở hữu quyền năng của thần chết. Có một chi tiết thú vị ở đây, bức tranh thuật lại cuộc viễn trình nhằm thống nhất cửu giới đã được chỉnh sửa đáng kể tạo hình của Hela. Nó đã tồn tại từ trước cả thời điểm Odin tạo nên biến số nếu như bằng việc gửi con gái đến Midgard. Theo đó, Hela vẫn cưỡi trên lưng sói Venomous. Dẫu vậy, binh khí được nữ chiến binh sử dụng lại là Mjolnir, chứ không phải là lưỡi kiếm đặc trưng. Phía sau của Hela được tô điểm bằng một quầng sáng, thứ trực tiếp là điềm báo cho quá trình lột xác của nhân vật xuyên suốt trận chiến với Odin ở cuối tập phim. Hela đến nhân giới, dễ hiểu đã làm xê dịch toàn bộ lịch sử của MCU, trong đó nổi bật phải là cách mà Shang-Chi and the Legend of Ten Rings phải bị viết lại. Về cơ bản, sự kiện Wenwu vô tình nhặt được thần khí rồi dựng lên Ten Rings với sức mệnh bảo vệ cực đoan của nó, không chứng kiến quá nhiều khác biệt với đối tác live action. Tại thời điểm 1.500 năm trước, Wenwu không phải là một ông bố máu lạnh như trong Shang-Chi. Mỉa mai là dù động viên Hela rằng cô không nên để Odin định nghĩa con người của mình, nhưng rồi về sau, sẽ sớm thôi khi thủ lĩnh của thập nhẫn lại nuôi dạy con trai bằng đúng phương pháp mà Odin từng áp dụng lên Hela. Tàn bạo, hội thoại ít và thèm khát đợt chiến đấu. Tuy nhiên, cũng phải nói là Wenwu chỉ bị tiêu cực hóa sau sự ra đi tức tuổi của người vợ mà ông yêu thương. Khi Hela đến, phản diện vẫn còn rất trẻ, lạc quan và yêu đời và nhìn cuộc sống vui vẻ tới mức nảy sinh một tình cảm lãng mạn với Goddess of Death. Chemistry giữa cả hai gợi ý rằng hành trình trao trả tự do cho toàn cõi vũ trụ của họ sẽ kết thúc với một mối quan hệ gắn kết. Wenwu sẽ không lạc đến Talor, mà kể cả có đến thì ông cũng sẽ khó thay lòng đổi dạ để mà yêu Yingli được nữa.
Hela về mặt logic có thể trở thành mẹ của Shang-Chi. Tiền đề nghe thôi đã thấy rất quỷ, nhưng ít ra nó cũng đảm bảo Ten Rings không bao giờ biến chất. Ngoài ra, một tiết lộ gây ra khá nhiều bất ngờ chính là nằm ở Thập Luân, bởi Hamdo cho rằng vũ trụ này hoàn toàn đủ sức mạnh để đánh bại các vị thần. Odin thậm chí còn lo sốt vó tới mức huy động quân sự tới chiếm đóng Midgard càng sớm càng tốt. Trong phần lớn thời gian của MCU thì 10 chiếc nhẫn thường chỉ sử dụng để dọn dẹp quân tiểu tốt hoặc đối đầu với vài sinh vật kỳ bí ở Tylo. Cả bản thân Shang-Chi lẫn thật nhẫn đều chưa có đất dụng võ, nhất là trong bối cảnh Phase 4 sở hữu khá nhiều thực thể thần thánh. Điều này khiến cho anh hùng châu Á không tránh khỏi việc bị đánh giá thấp, thay vì nên được nhìn nhận như một thế lực có thể cho Odin về an nghỉ lâu dài ở Valhalla. Cũng ở trong tập 207, mối quan hệ giữa Hela và Frigga, một cuộc tranh cãi nổi tiếng ở vũ trụ điện ảnh Marvel cũng đã được giải đáp. Cụ thể thì trước thời điểm Hela bị đẩy xuống Midgard không lâu, Odin đang qua lại với Frigga, người mà có Disc of Death không được ưng ý cho lắm. Diễn biến này qua đó xác nhận Frigga không phải là mẹ của Hela, mà nữ thần chỉ là Firstborn Child hay đứa con đầu tiên của Odin mà thôi. Mẫu thần đã sinh thành Hela là ai vẫn hiện hữu như một con số, nhưng vì Odin đã ngủ rất lâu, đúng theo nghĩa đen là ngủ rất nhiều, nên có thể đó cũng chỉ là một tình bạn ngẫu nhiên. Marvel Studios sẽ không đào sâu về vấn đề này, vì Hela thực chất cũng không phải máu mủ họ hàng với Thor theo nguyên tắc truyện tranh. Ngoài ra, cũng cần lưu ý cách mà Hela đã dùng từ Woman, phụ nữ của nhân giới, để gọi Frigga, trong khi các vị thần không xưng hô với nhau như vậy. Tham chiếu cốt truyện MCU, Frigga được nuôi dưỡng bởi một phù thủy, nên nhiều khả năng bà không được sinh ra thuần chủng như một vị thần. Tập 107 của What If mùa đầu tiên còn giới thiệu cuộc viếng thăm của Frigga tới những người chị em của mình ở một giới khác, phần nào hé lộ được về quê hương thực sự của bà không nằm ở Asgard. Sẽ là mơ mộng để nghĩ rằng Frigga sở hữu xuất xứ từ Midgard, sự thật này lập tức biến Thor trở thành một nửa nhân loại. Tuy nhiên, ở vũ trụ điện ảnh này thì bất cứ kịch bản nào cũng có thể xảy ra, kể cả có động chạm tới plot truyện có tuổi đời kéo dài hàng thập kỷ đi chăng nữa. Ngoài Thập Luân thì Mjolnir và vương miện của thần chết, cuộc chiến giữa Hela với Odin cũng đem đến cơ hội để khán giả tiệm cận với sức mạnh thực sự của Gungnir, chứ không phế trong phần lớn thời gian tồn tại ở MCU. Trên màn ảnh, Gungnir là ngọn giáo quyền lực làm bảo chứng cho người sở hữu ngai vàng của Asgard cũng như cửu giới. Trong tập 207, Gungnir trở lại với tư cách là vật đính kèm mà Wenhu phải tách rời khỏi Odin, nếu cặp đôi còn hy vọng vào việc ngăn chặn ông chinh phạt trái đất. Thông qua điểm nhấn cốt truyện này, quyền năng thực sự của Gungnir đã được nêu bật theo cách mà MCU chưa từng đả động đến. Cây giáo cho phép người dùng sử dụng Bifrost mà không cần tới Heimdall cấp phép. Cùng với đó, Gungnir đơn thuần là quá vượt trội trong chiến đấu, kể cả Wenhu lẫn Hela có thể càng đáng. Kinh khủng là thế, tiếc là thần khí này thường chỉ được sử dụng để trang hoàng cho người ngồi trên ngai vàng, và nó đã bị gạt đi hoàn toàn khỏi Infinity Saga kể từ khi Thor mở khóa năng lực thần sấm của mình và không nhờ vào Mjolnir. Hiện vẫn chưa biết được cây giáo này đang thất lạc ở chỗ nào, nhưng tương lai của nó ở live action thì chắc cũng đã mù mịt lắm rồi. Và trên đây là tổng hợp và phân tích những chi tiết đã xuất hiện trong tập 207 của What If. Nếu có phát hiện thêm chi tiết thú vị nào nữa thì đừng quên comment phía bên dưới để tất cả mọi người cùng bàn luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này và xin hẹn gặp lại trong tập 208 của What If trên Way to a Movie. Way to Weird out.